Mới đây tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã phối hợp với tạp chí Kinh doanh tổ chức diễn đàn phát triển mô hình kinh tế hợp tác xã, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững. Diễn đàn là cơ hội để lắng nghe tiếng nói của các doanh nghiệp, hợp tác xã, thể hiện tâm tư nguyện vọng, đề xuất phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng bền vững, trong đó ưu tiên hợp tác xã nông nghiệp, nâng cao chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Tại diễn đàn, đại diện Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh mới, có nhiều yếu tố tác động mạnh mẽ, tạo ra những cơ hội cũng như đặt ra nhiều thách thức đối với phát triển hợp tác xã nông nghiệp, nhất là phát triển bền vững. Hợp tác xã phát triển bền vững mới giúp nông nghiệp của Việt Nam vượt qua thực trạng manh mún, nhỏ lẻ, tự phát. Khi ấy, thu nhập của người nông dân tăng lên nhiều lần nhờ dựa vào lợi thế quy mô, mua chung, bán chung. Xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, ngành hàng và vùng miền, địa phương đang đòi hỏi cần những giải pháp có tính đồng bộ. Cũng tại sự kiện lần này đã diễn ra tọa đàm nhân rộng phát triển các mô hình hợp tác xã phát triển bền vững liên kết gắn với chuỗi giá trị. Đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố và đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã cũng chia sẻ về những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trong sản xuất xanh và phát triển bền vững.